Ơi, đại lúa xin chào mấy chú cô bà con nông dân, một ngày mới tốt đẹp, chúc cho mấy chú cô mình trúng mùa được giá. Cái này thì cũng gần Tết Nguyên Đán rồi, còn khoảng một tháng nữa thôi. Bữa nay ông anh mình xào phân. Khu đất này là Chi Tô Mang Giang. Mà lúa này thì nó chỗ lẹt xẹt rồi đó. Mấy chú cô bà con mình. Bây giờ anh giải nhà, giải tới đâu kéo xuồng tới đó. Rồi bữa nay giải nhiêu ký đây? Mười mấy. 14 ký đây. Bữa nay là 14 ký, mấy loại phân đây? Kali lạnh hay gì đây? Rồi. Cái này gãi là gãi cho nó chỗ đều phải không? Rồi tổng cộng hết hôm nay là nhiêu ký rồi? Chắc 80 rồi quá. 80 ký rồi ha. Cái này giống lúa gì? UM18. Và thấy chỗ được sạc nè, nhiêu ngày rồi? Xả bữa 26 đó. Bữa 26 hả? Vậy là bữa nay nữa, vậy là 60 ngày, 61 ngày rồi. Vậy là lúa nó chỗ lại sạc phải rồi. Với lại năm nay có đồng sớm, chỗ sớm mà. Hôm nay xịt được mấy cử thuốc rồi ta? 3 cử rồi. 3 cử ha. Với lại mùa này cũng ít sâu, ít bệnh, cũng đỡ xịt. Không biết luôn. Chưa trời gió thì nó cháy lá rồi. Mà cái này có một miếng mà, còn mấy miếng kia không có. Miếng bên đây cũng có mà ít. Rồi anh cũng chia sẻ, cái này là giống UM18, bữa nay giai đoạn được 61 ngày là lúa này nó chỗ lẹt xẹt rồi đó mấy chú bà con mình. Đây nó chỗ lại khẹt rồi. Tại hiện tượng năm nay có đồng sớm cho nên nó chỗ mau. Đây mới 61 ngày nó chỗ rồi là đó mấy chú cô bà con mình. Đó cái bông là cái này UM18, cái này là không có vàng cái gì hết cho nên cái bông nó cũng dài mà không biết có nữa vô gạo hết hay không thì mình cũng không biết được. Đó. Bông này dài thiệt. Là bữa nay anh giải phân một công 14 ký là dứt phân luôn. Đó, cái này là cũng như giải cho nó mấy cái cây con á, cho nó chỗ mau lên. Cho nó mau chỗ lên là cho nó đều. Chứ cái này thì nó chỗ mấy cái cây mẹ trước, chỗ lẹt xẹt. Là xả lạnh với kali không à, hai thứ. Xả lạnh với kali. Công 14 ký. Đó tổng cộng là 80 ký. Quá nặng phân luôn. Đó. Bữa trước mình cũng có quay một miếng là cũng là gần chỗ nhưng mà chỉ có 40 mấy ký phân thôi, 42 43 ký gì đó. Mà gần chỗ, còn miếng này là nó đã chỗ rồi, xả trước cách đây xả trước cũng mấy ngày đó nhờ, mà cái này nó chỗ rồi là mà phân thì nặng lắm tới 80 ký phân. Đó. Mà lúa chỗ thì lên ngang lưng quần rồi đó, ngang gúng rồi đó. Rồi lúa này thì cũng không có cao gì mấy đâu, nó chỗ lên là có ngang gúng mà. Thì thuốc cái này anh xịt cũng ít nữa, mới 2-3 cử gì đó à. Mà lúa này hiện tượng nó bị vàng cam nè, nó vàng một chớp chớp ở trên mà không biết bệnh gì. Thì cũng có người theo suy đoán là nó bị mùa sương muối. Nó. Nó bị vàng cam chớp chớp vậy nè. Đó, mà có miếng này là nhiều còn mấy miếng kia thì ít. Đó. Cái này bởi vì anh cũng giải phân vô
đặng cho nó giảm, nó bớt để nó dưỡng cái lá cho nó xanh xanh chút, nó không có bị vàng mấy cái lá kia. Thì cái số lượng này thì cũng ít chứ không có nhiều, chứ không có hết đất. Nhưng mà mình đứng mình dòm thì cái màu vàng hết, tại vì lúa này nó chỗ rồi cho nên nó tiệp với nhau, mình dòm không có thấy kỹ được. Như đây nè, nó chỗ này nè, nó chỗ này đó, nó ngoài đó được hai ba lá đó, chỗ này thì cũng hai ba lá đó, chỗ đó không có, xích đằng kia có, là hiện tượng màu vàng cam. À, khu đất này cũng chi tô mang vàng. Anh gãi cửa phân này, anh cũng sẽ gãi cửa phân này là cho nó chỗ đều chỗ mau, cho nó chỗ đều luôn. Cái này thì anh nói là 5 ngày nữa là mới xịt, cho nó chỗ đều rồi mới xịt đó, mấy chú cô bà con mình. À, mình cũng xin nhắc lại, cái này là giống lúa OM18 giai đoạn 61 ngày, bữa nay xạ cử phân cho nó chỗ đều là 14kg, là hai thứ lạnh kali đó. Là tổng phân là được 80kg đó, là nghỉ xạ luôn rồi, không còn xạ nữa, là lấy trở về sau chỉ còn xịt thôi đó. Video xem video hay thì chia sẻ cho một like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.